Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dịch Khả Nam ơi. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với Bắt Mùi Lửa thứ 11 nè em ơi. Và em cùng chờ đợi thì có siêu phẩm không nhau nha. Rồi, phút 27 gặp lại nè em ơi. 27 phút nè. Gặp nè. Rồi. Khải vô lại button á. Xong rồi Khải cho tiếp tục ai khác thả tiếp. 27 phút gặp nè. Tuần đầu tiên nè. 00 giây nè. Rồi Khải lấy thêm khả. Rồi, 27 phút 30 giây nữa nè. 27 phút 30 giây. Đó, sẽ có 2 tuần liên tiếp nha nè mà. 27 phút 30 giây. Nói chung là tầm này là cứ thả rồi đợi 5 phút bóp mới ra nha nè. Thì trước khi cho anh em bó đồ anh em xem thì con thủy yên này Khải vẫn thiên như cũ nè, không gì thì đỏ nè mà. Ngọc bò 10 miếng 3, ẩn 1. Nhẫn 10 miếng 3, ẩn 1. Giá chiều 10 miếng 3, ẩn 1 là 9. Kèm với nhẫn 10 miếng 2 là 11. Là đạt móc 11 xanh nha nè, không gì thì đỏ nha. Và kèm với cái này may mắn 5 trắng thì móc 16 nè, 16 may mắn nè. Còn khai cánh nè, thiên sơn nè, quốc tửu nè, các kiểu là điểu à. Bây giờ tiếng robot gần ra, khai sẽ cánh tiếp tục cho nó là vòng tay và bông tai nữa nha nè. Bông tay tăng 10% nè. Đó. Rồi bông tai tăng 20% may mắn nữa nè. Đó. Rồi cái này quốc tửu tăng 20 điểm may mắn nè. Rồi cái này tăng 10 điểm may mắn nè. Đó. Nói chung là phải có siêu phẩm thì mới có động lực làm tiếp theo nữa mà. Thực sự là gần 3 ngày 4 ngày đổ là like thì một ngày tốn 2 kim thì không có gì hết nữa em ơi. Một ngày đến 2 kim thì tốn 150k vì đồng đồng mà không có đồ gì hết đó. Nhiều khi cũng hơi chán em ơi. Thực sự là nói ra là quá chán luôn. Nhưng mà bây giờ ok. Chúng ta sẽ cố gắng tiếp tục cái Bách 11 này sẽ như thế nào và ra sao. Anh em theo dõi đừng quên ủng hộ cho Khải video này. Khải sẽ úp ngược lại vào trên kênh 11 giờ 15 phút hàng ngày. 11 giờ 15 phút hàng ngày Khải sẽ ra video cho anh em. Và video này chỉ làm ngắn khoảng tầm 10 phút thôi em ơi. Anh em theo dõi đừng quên kích ngay nút like chia sẻ ủng hộ video giúp Khải anh em ơi. Những video ngắn Khải cần anh em like chia sẻ mạnh ủng hộ nha anh em. Và đừng quên giúp video này lên 100 like để có động lực làm những video bắt tiếp theo nha anh em. Rồi anh em chờ đợi Khải sẽ đánh boss vào phút 27 nha anh em ơi. 3 phút hơn nữa. Tuần đầu tiên sẽ là 16 lửa nha anh em ơi. Vào 2 khung giờ là 27 với lại 27:30. Sau này Khải sẽ tiếp tục thả tiếp tuần mới cho anh em xem. À, Lê Chí Hiếu và Đinh Nguyễn là donate. Ok nè, lúc nãy Đinh Nguyễn donate 50k để mở lửa nè. Rồi Lê Chí Hiếu chuyển khoảng 40k để mở lửa nè. Ok, cảm ơn những người anh em ủng hộ nha. Có tinh thần làm những bát tiếp theo nè. Hello anh em mới vô nha, hello mọi người nha. Rồi, phút 27 sẽ có lửa nha anh em. Sao không làm cày tiền bán Khải à? Khải không biết cày tiền em ơi. Khải chỉ làm ạc đi solo này nọ, tống kim này nọ giao lưu chứ Khải không biết cày tiền. Tiền vạn toàn đi mua không à. Biết cày tiền lại đỡ phải mua nè. 26 nè. Khải cánh bông tai may mắn này nọ cho sen á. Rồi chúng ta sẽ tới cái bó đồ nha. Mấy cái này đồ rác nè. Mấy cái này là Khải đang nhặt đồ tất cả nè. Đi chăn rớt nè. Mấy 10, ô lộn, thông pháp 10. Rồi nêm chung gia nữa sẽ ra bắt đầu tiên. Hiện tại trên người là đầy đủ may mắn nè mà. Chỉ việc chờ đợi vào cái sự may mắn của mình thôi. Chứ thực sự không biết ra đâu gì cả nè mà. Ra cho chiến thủ kháng cả 18 kháng băng. Thời gian đọc 40, sinh lực, nội lực 18x đã. Hay là cái đao tốc 30, sẽ thương 45 à. Ủa sợi toàn mơ ước thôi nè mà. Nhưng mà không mộng gì nhiều nè mà. Cố gắng sau tuần này mà ra được cái ngọc bội chón 40, kháng họ nằm chỗ này 15. Chón 40, sinh lực, lực là đẹp rồi nè mà. Là mừng hú dí rồi. Rồi ok, chúng ta bỏ qua một bên, chúng ta sẽ trở lại vị trí boss này. May mắn này, may mắn này. Này tiếp tục khô máu thì nó như thế nào đây. Rồi. 10 dao này boss ra này. Đó có bao nhiêu boss này mà. Cố gắng ra nhiều nhiều boss cho có đồ này mà. Tại con này 19 kill là gần max kill này mà. Khai đỡ tối nay nữa max kill. Max kill theo 3 cho nhìn nó xuống. Mấy con. Trời ơi, một con thủy à. Thám nhờ. Một con thủy này mà. Một con thủy. Một nón, một áo. Ôi trời ơi. Rồi đã quấn xong cái kia rồi, bó tiếp nè mà. 8 cái đống lửa đầu tiên được một boss nè mà. Giờ đợi phút 30 giây. 30 giây sẽ ra tiếp. Bao nhiêu boss đây. Đó, tụi này nó phải dậy nè, 3 con boss này nè. Đó, nó phải như thế này, nó có động lực nè nè. 2 kim một thử, 2 kim một thổ. Quên 2 kim một hỏ nè. Nó phải như thế này chứ. Lấm tiền.
lấm tiền, đủ tụi này lấm tiền cái có động lực đánh nè. Đó. Lấm. Rồi. Ê, áo nữa nè. Áo nữa nè. Kệ bó nha nè mày, diện cái. Rồi, khui nè mày. Khui nè. Áo kim, ráp. Với mấy chàng chàng bà đê luôn nè mày. Ráp. Ui, sức lực cao. Ráp. Ôi, ôi, nó ăn xấu dòng. Ráp. Cái này ráp. Trời ơi, đây họ ráp. Trời ơi, khăn lôi ráp. À, được đôi giày. Đôi giày cũng được tiền này nè. Đôi giày kim nè mày. Tôi nói giày mỏng chứ kim thì cũng không bao nhiêu tiền. Trời ơi, được một đôi giày kim nè mày. Tóc 38. Tóc 38 cũng được nè mày. Không được đẹp lắm nhưng mà sẽ lực. Khăn đọc này. Này được kim, kim hơn. Rồi, được một đôi giày nè. Rồi, tiếp tục thả tiếp nè mày. Đợi thả tiếp. Để cho lên bãi thôi anh em tiếp tục thả tiếp. Máu à. Ok nè mày. Khải vừa thả ít hơn là thêm 8 đóng nữa nè mày. Và Lâm gặp lại nha. 8 đóng lửa, chờ đợi vào vị trí boss nè. Cũ 5 đọc. Nói chung tầm này sắc đồ Khải chưa đẹp lắm nè mày. Được cái lô sắc nội công 189 nè. Rồi nón sử lực 121, không băng chúng độc. Cái áo này thì chưa ưng lắm nè. 40-40 thì mới đẹp nè. Mình này 40-30 mang lại hiệu ứng nè. Là dây chiền nữa nhỏ 530. Thì hai cái này cần là được 60 chậm nè. 60 chậm rồi bao tay thì cũng chưa đọc móc luôn. 940. Rồi cái này ngập bỏ cái 13-30 à. 70 chó vẫn thiếu móc. Vẫn đang cố gắng săn lùng thả lửa để tìm ngọc bội nè. Áo này cũng như là dây chuyền mắt nè. 40-40 hết là ok nè. Rồi nhẫn này cũng tương đối. Kiếm cái nhẫn kháng lôi 30 nữa đẹp. Đó, đại lưng 30. Nhẫn này sẽ lực cao. Rồi dây này sẽ lực cao. Ước tưởng tượng bến luôn ạ. 20 luôn ạ. Ra chuyền 20 luôn ạ. Hơi canh á. Ra chuyền 20 hơi canh á. Rồi đem chờ đợi 5 phút 35 nè mày. 35 phút nha. 35 phút không không giờ nó sẽ ra tầm này. Ủa sao đem đóng rồi. Xem mà sao đem đóng rồi. Tụi này là 35 phút không không giây. Khải thả thêm 8 đóng nữa. Nhiều đau mình nằm thật ông nội. Nghĩ ra như vậy. Đâu, nóng kim. Vừa thả thêm 8 đóng game nữa em ơi. Phút 37. 40 giây. Đó. Cứ cách vài phút cũng làm một cái nè mà. Hồi đó là ra dây đó là Adder thu lại đó. Đền bù lại Hiếu Trung à. Chứ không phải bị hack đâu. Adder đền bù lại. Tầm này hút cỏ phê chú Khải. Phút thứ 35 gặp lại. Phút 37 40 giây gặp lại nè mà. Rồi chờ thêm nhảy thêm vài phút nữa. Khải sẽ đá thêm 8 đóng nữa. Có một ạc 8 đóng nữa mà. Đánh dùng dập cứ tầm 3 phút. Khải sẽ lần thẳng lần cho anh em đợi. Bó cho anh lẹ. Đợi mất thời gian nè mày. Áo chậm. Có gì hết. Hello anh em vô nha. Kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nè mày. Anh em đang theo dõi thì đừng quên đỡ like. Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và không gì hơn thì kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Và video này Khải sẽ up ngược lại trên kênh đó nè. Anh em nào chưa xem thì cố gắng xem ủng hộ cho Khải một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Rồi chuẩn bị nè. Đó nè, mới thả thêm 8 đóng nữa. Rồi làm phút 39-20. 39-20 nha. 39 phút 20 giây. Rồi, là hết nha em ơi. 5 tuần liên tục. Rồi.
đến cuối cùng là Thảo là nhận kinh nghiệm cả xe luôn á. Mặt nạ các kiểu. Rồi 20 giây này vô boss nè. Tức là tìm mặt chính vô boss á. ngán bình vlog đó. Rồi ra nè, ra boss nè mấy con xuất hiện. Trời mít luôn nè mày, không có boss nào luôn. Rồi 2 thủy 3. Rồi ngập bội đâu hàng về dùng cái 2 thủy 1 thổ nè mà. Hai thủy một thổ ngập bội. Trời không có ngập bội nè mày. 2 cây vũ khí phải. Không ngập bội nè mày. Đâu 2 thủy không ngập bội buồn dữ vậy. Phù vậy nè. Bói nè mày. Phút mới nữa. 37-45 giây nè mày. 37-40 giây. Khui ra cái đống này cái nè. Áo này nè. Áo thổ rác nè. Nón rác nè. Trời giày thủy rác luôn. Kháng hỏa dòng 1. Ôi trời ơi cây vũ khí. Trời ơi không bênh. Cây vũ khí chắc được vài trăm xu nè mày. 500 xu. Đó. Hai món này có thể bù vốn nè. Ok bù vốn nè. Theo mình thấy cả xe nó sẽ hay hơn. Thả cả xe đâu được không em. Một ạc chỉ thả 8 cái. Nên là lúc nào thả cũng rơi bơ tơ nè. Chứ nếu bọn em thả cả xe á thì những ạc khác không có quyền thả nữa. Thì một xe chỉ thả được 8 lần thôi. Thì những con khác không thả được nha anh em. Nó dính trong bơ tơ á. Thì nên lưu ý là mỗi lần khải thả khải đều ao bơ tơ ra. Khải thả 8 đống nữa nè. Đó anh em mà hiểu như vậy. Là phút 37-40 nè. Chứ mà anh em ở trong bơ tơ thì lần sau đâu thả được. Một ngày chỉ được 8 đống. Nhưng mà nó cùng bơ tơ thì cả tất cả ạc, nó tính tất cả ạc đều thả rồi thì mình không thả được nữa. Nên là mỗi khi thả là Khải đều cho ạc đó ra bơ tơ thì Khải đi thả nè. Đó. Chứ đâu thể nào mà làm theo kiểu kia được. Nếu mà bơ tơ vào thả thì chỉ thả tuần cuối thôi. Tuần cuối quyết định là không thả nữa. Thả tuần cuối thôi. Rồi đợi 12 giờ qua ngày mới thì sẽ tiếp tục thả lại thôi nè. Tuần cuối rồi thả nhận kinh nghiệm này nọ cho xe á. Rồi mấy chục giây nè. 40 giây nè. 10 giây nè. Ui. Ui. Thổ kim mấy con. Ồ 2 con rồi nè. 8 đóng được 2 con. Ôi trời ơi cái gì vậy trời. Lỗ sơ mà lơ này. Một cái khí thổ à. Vãi đàn. Thổ chỉ có chờ mà lôi sắt nè mà. Chứ không có lôi sắt đâu bán được tiền đâu. Lỗ sơ mà lơ trước hãy có nói phép à. Trời ơi đài kháng binh. Trời ơi rác luôn. Trời vũ khí kim. Ra dòng buồn gơ gốm. Đại cắn băng 20-20. Đại này cũng được 200 xu nè. Rồi tuần tiếp theo nè. Tuần tiếp theo sẽ là phút 39-20 giây. 39-20 giây. Rồi cho cái cuối cùng. Lỗ similar rồi. Tính là bán 3 món là mày ra bán được mà hòa vốn nữa nè. 800-200. Nó bán được 3 món thì mày ra muốn hòa vốn nữa mà. Còn thông này chỉ gọi là hòa. Nói chung là tương đối hòa chứ không lỗ lắm. Mà phải bán được nha. Không có được bỏ. Đa số mấy đồ không có đồ giá trị phải không cho anh em trong bán hết. Mấy món này thì anh em có thể xài. Bán rẻ anh em xài. Lát quá. Cái cuối cùng nữa mà. Cái cuối cùng nữa mà. Bó nè. Hỏ nè. Thủy nè. Gửa gạo con Thủy vào đi. 2 con cuối cùng nữa mà. Hỏ nè. Áo nè. Vũ khí nè. Vũ khí hồi đại lượng không có ngập bộ luôn nữa mà. Rồi hết luôn. Hết hàng rồi. Rồi anh em cùng chờ đợi theo dõi thử 2 con boss cuối cùng. Hết sau khi hết 40 đống lửa thì sẽ ra gì đây. Nó gắn hỏi dòng 1. Trời 200 xu. Áo rác. Áo rác luôn. Trời ơi toàn rác thông. Rác luôn. Ôi rác nè mày. Hết. Rồi nói chung là không lời không lỗ nè mày. Nói chung là rác. Này mới này cho xe vài trăm xu nè mày.
520 đâu đâu nhỉ. Chấm số. Mùa bán mùa cho. Ráp quá rồi. Chấm số. Rồi, ở bát 11 này thì thực sự là không có gì anh em ơi. Ra đảo anh em ơi, ra đảo tôn tập nha mọi người. Đó, ra đảo không gì hết, chỉ có vài món này thực sự là với là hơn 1 kim 2. Tính cả quá tưởng may mắn này khoảng tốn một gần 1 kim 4 đi. Thì mắc này bán lại thu cũng không yên thua đâu mà, chưa tới đâu anh em ơi. Nhưng mà phải bán được nha. Bán được mới gọi là thu hồi vốn, còn không bán được coi như là lỗ sum lơ. Đó. Rồi, anh em theo dõi video bát 11 này đừng quên để lại Khải 100 like video này và đừng quên nhớ like chia sẻ ủng hộ chơi. Cũng như là anh em xem rồi thì đừng quên ghé vào video của Khải vào lúc 11 giờ 15 phút hàng ngày. Đó là cho Khải một like chia sẻ ủng hộ video cho anh em. Đó có cái động lực để làm những video tiếp theo nha.